Phật tử ví như mặt trời mặt trăng một mình không bạn bè đi khắp hư không, lợi ích chúng sinh chẳng nghĩ như vậy. Tôi từ đâu đến và đi về đâu, chư Phật như lai cũng lạ như thế, tánh vốn tịch diệt không có phân biệt, thị hiện du hành tất cả pháp giới, vì muốn lợi ích các chúng sinh mà làm các Phật sự, không có ngừng nghỉ, chẳng sinh hí luận phân biệt như vậy ta từ đó đến và đi về kia phật tử đại bồ tát nên dùng vô lượng phương tiện vô lượng tánh tướng như vậy để thấy biết hạnh của như lai ứng tránh đẳng giác tu hành bấy giờ bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa trên mà nói kệ rằng ví như chân như chẳng sinh diệt không có phương sở chẳng thấy được bậc đại lợi ích tu như vậy vượt qua ba đời không thể lường pháp giới chẳng giới chẳng chẳng giới chẳng phải có lượng chẳng vô lượng bậc đại công đức tu cũng thế chẳng lượng vô lượng vì không thân ví như chim bay ức ngàn năm trước sau hư không đồng không khác các kiếp diễn nói hạnh như lai đã nói chưa nói không thể lường đại bàng trên không quán sát biển quả nước làm hai bắt lấy rồng thập lực hay cứu người căn lành khiến thoát biển cõi trừ các hoặc ví như trời trăng du hư không chiếu đến tất cả chẳng phân biệt thế tôn đi khắp nơi pháp giới giáo hóa chúng sinh không động niệm Phật tử, các đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được như lai ứng tránh đẳng giác, thành tránh giác? Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết như lai, thành đẳng tránh giác, nơi tất cả nghĩa không chỗ quán sát, nơi pháp bình đẳng, không chỗ nghi hoặc, không hai, không tướng, không hành vi, không ngừng, không lượng, không bờ, xa lìa hai bên, trụ nơi trung đạo, vượt qua tất cả văn tự, lời nói, biết tâm niệm hành vi của tất cả chúng sinh, căn tánh ưa thích, phiền não, nhiễm tập, ở trong một niệm đều biết tất cả các pháp ba đời. Phật tử ví như biển cả hay ấn hiện sắc thân hình tượng của tất cả chúng sinh khắp trong bốn thiên hạ, cho nên đều nói rằng là biển cả. Chư Phật Bồ Đề cũng lại như thế, hiện khắp tâm niệm căng tánh ưa thích của tất cả chúng sinh, mà không chỗ hiện cho nên gọi là chư Phật Bồ Đề phật tử chư phật bồ đề tất cả văn tự không thể tuyên nói tất cả âm thanh không thể đến được tất cả lời lẽ không thể nói được chỉ tùy sở ứng phương tiện khai thị phật tử khi như lai ứng tránh đẳng giác thành tránh giác thì đắc được thân lượng đồng tất cả chúng sinh đắc được thân lượng đồng tất cả pháp đắc được thân lượng đồng tất cả cõi, đắc được thân lượng đồng tất cả ba đời, đắc được thân lượng đồng tất cả Phật, đắc được thân lượng đồng tất cả lời lẽ, đắc được thân lượng đồng chân như, đắc được thân lượng đồng pháp giới, đắc được thân lượng đồng cõi hư không, đắc được thân lượng đồng cõi vô ngại, đắc được thân lượng đồng tất cả nguyện, đắc được thân lượng đồng tất cả hạnh, đắc được thân lượng đồng cõi tịch diệt niết bàn phật tử như thân đắc được lời lẽ và tâm cũng lạ như thế đắc được vô lượng vô số tam luân thanh tịnh như vậy